Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Hòa Bình chú trọng là tái cơ cấu ngành công nghiệp, trong đó tập trung kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu. Phấn đấu tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5% một năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 9 đến 10% một năm, ưu tiên các ngành điện tử, công nghiệp, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ, sản xuất nội thất, chế biến nông lâm sản, đồng thời chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp từ các ngành thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành thâm dụng vốn và công nghệ, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp carbon thấp, từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên các công đoạn có giá trị gia tăng vừa và cao. Phần đầu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GRDP khoảng 25%, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 15% một năm. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến chế tạo đạt tối thiểu 48%. 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình ước đạt 255,5 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán tỉnh và bằng 35,5% chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và bằng 3,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố. Nguyên nhân là do thị trường bất động sản trầm lắng, năng lực của một số nhà đầu tư còn yếu dẫn đến chưa thực hiện được các dự án bán đấu giá đất. Thời gian tới, thành phố Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chính sách pháp luật về thuế đến toàn thể cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị dự toán thường xuyên rà soát tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khẩn trương làm thủ tục thanh toán khi có khối lượng hoàn thành, thúc đẩy giải ngân nhanh vốn đầu tư công, giúp cho doanh nghiệp có nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Hiện nay, trên hầu hết các tuyến đường ở thành phố Hòa Bình như đường Trần Hưng Đạo, đường Chi Lăng, đường Cù Chính Lan và các ngõ nhỏ thuộc các khu dân cư vẫn đang tồn tại tình trạng dây điện, dây cáp viễn thông răng mắc chằng chịt, nhiều dây cáp treo trên cột gây quá tải, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Bên cạnh sự xuống cấp của đường dây điện, nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông Internet của người dân tăng, dẫn đến dây cáp quang, cáp truyền hình nối chằng chịt, khiến nguy cơ cháy nổ rất cao. Nguy hiểm nhất là những cột điện với dây điện, dây cáp chằng chịt, ngay sát các biển quảng cáo, pano sát cạnh nhà dân, gây nên không ít vụ cháy nổ. Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do việc đứt các loại dây cáp trên đường giao thông, nhất là trong mùa mưa bão, các cơ quan chức năng cần sớm ngầm hóa mạng lưới điện, cáp viễn thông trên toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng những tuyến phố văn minh hiện đại để người dân được sống trong thành phố an toàn, sạch đẹp. Theo Ban chỉ đạo 09 của tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh Hòa Bình đã vận động thu hồi được 3.087 khẩu súng, trên 20.000 viên đạn, giao nộp 523 vũ khí thô sơ. Để đạt được những kết quả trên, Ban chỉ đạo 09 tỉnh đã chỉ đạo các tiểu ban và cơ quan thường trực chủ động làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và hội viên hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh tham gia. Xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có chất lượng, chiều sâu, gắn với đặc điểm yêu cầu thực tiễn tại mỗi địa bàn dân cư, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên trong công tác quản lý, giáo dục, vận động người thân trong gia đình, người dân nơi sinh sống không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mùa mưa bão, mưa lớn xảy ra khiến nước từ thượng nguồn đổ về, các ngầm tràn lại ngập chìm trong dòng nước chảy xiết và trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông nếu cố tình đi qua. Mặc dù từ đầu năm 2024 đến nay,
trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ tai nạn đuối nước nào liên quan đến ngầm tràn. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn khi đi qua ngầm tràn mùa mưa bão cần tiếp tục được tăng cường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là một trong ba ngầm tràn lớn nằm trên địa bàn thị trấn Bo, huyện Kim Bôi. Nơi đây cũng chính là một trong những điểm tử thần mỗi khi có mưa lớn. Ngày thường, đây chính là nơi tắm giặt, rửa xe của nhiều người dân trên địa bàn. Nhưng mỗi khi mưa lớn, lưu lượng nước chảy qua dâng cao gấp nhiều lần ngày thường, khiến các phương tiện di chuyển qua đây rất khó khăn, thậm chí không thể di chuyển qua. Xe máy, xe thô sơ đều phải đi tránh bằng đường vòng cách đó vài km. Thì là dưới cái sự mà diễn biến phức tạp dị thường của thời tiết này, thì là mưa lớn đấy, thì là có thể là kéo dài hoặc là bất chợt, thì là cái lượng nước đổ về là dòng suối Cháo và dòng sông Bôi là rất là cao đấy. Thì hiện nay là trên địa bàn thì còn ba cái ngầm thì nó là thấp đấy. Cho nên là khi mà bà con tham gia giao thông thì rất là nguy hiểm đấy. Nắm bắt được cái tình trạng này đấy, thì là thị trấn Bo đã căn cứ kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ấy, thì chúng tôi đã thực hiện là bốn tại chỗ. Thì hiện nay là chúng tôi đã thực hiện là lực lượng tại chỗ, thì là mỗi khi có mưa về ấy, thì chúng tôi đã phân công lực lượng công an, lực lượng dân quân phối kết hợp với là cấp ủy đảng và chính quyền các khu dân cư là tổ chức canh gác là 24/24. Trên địa bàn tỉnh hiện có 66 ngầm tràn trên các tuyến đường tỉnh. Ngoài ra còn rất nhiều ngầm tràn qua các sông suối nhỏ. Để chủ động ứng phó với các tình huống khi xảy ra mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Yêu cầu các địa phương rà soát các điểm giao thông trên địa bàn bị ngập úng, có nước chảy xiết, các điểm có nguy cơ sạt lở đất phải cắm biển cảnh báo, bố trí người canh trực 24/24 giờ tại các vị trí nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân tự ý đi qua khi không đảm bảo an toàn. Theo thống kê, năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, do làm tốt công tác tuyên truyền nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra khi đi qua ngầm tràn. Chỉ đạo các xã đối với các cái ngầm, các cái đập thường xuyên mà xảy ra ngập tràn thì có chỉ đạo các cái tổ dân quân tự vệ hay là các cái ban chỉ đạo của các xã là tập trung ứng phó 24/24 để cảnh báo cũng như là hướng dẫn người dân không được tham gia giao thông hoặc là không đi qua các cái ngầm đập tràn khi mà mưa lũ tràn về để phòng tránh tai nạn thương tích về con người cũng như là tài sản. Để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc, mỗi người dân cần tránh tâm lý chủ quan, không cố tình vượt ngầm tràn khi đã có sự cảnh báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng. Trong trường hợp vượt qua, cần chú ý quan sát cột báo độ sâu của nước ở hai bên ngầm. Trên tháng nay đã xuất hiện cái hiện tượng là mưa bất thường với lượng mưa là rất lớn. Chính vì vậy là đề nghị các địa phương phải luôn luôn chủ động cũng như không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt đối với các ngầm tràn để có bố trí lực lượng cần thiết túc trực cảnh báo cho dân cũng như là không cho người dân đi qua khi có lũ ống lũ quét như là hoặc là các dòng suối dâng cao để đảm bảo tính mạng cho người dân khi tham gia giao thông. Có thể thấy các trường hợp tai nạn khi qua ngầm tràn đều do tâm lý chủ quan bởi đã thông thuộc địa hình. Cùng với đó, hiện nay diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, những đợt mưa xuất hiện với lưu lượng lớn, bản thân người dân cần đề cao cảnh giác với thiên tai, không nên cố tình vượt qua ngầm tràn trong những ngày mưa lũ. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần có kế hoạch và huy động các nguồn lực để triển khai xây dựng các cầu kiên cố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn đã triển khai xây dựng mô hình em nuôi của đoàn, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó thể hiện sự quan tâm của các cấp đoàn, đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ các em có thêm ý chí và niềm tin, xây dựng những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
gia đình em Bùi Thị Ngọc Hà ở xóm Cơi, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhưng Hà lại là một cô bé rất nỗ lực vượt khó học tập. Mỗi quý, đoàn thanh niên xã hỗ trợ Hà 300.000 đồng. Sự giúp đỡ này được thực hiện trong 3 năm, từ khi em học lớp 7 tới lớp 9. Hà còn được các anh chị đoàn viên thanh niên thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng thêm một số đồ dùng học tập. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí học tập, giúp em có động lực vươn lên. Suốt 8 năm học, Hà luôn là học sinh khá, giỏi của trường. Năm học 2023-2024, Hà đã đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử. Rất hạnh phúc khi được sự quan tâm của đoàn xã. Em được giúp đỡ, được hỗ trợ rất là nhiều, cho nên em rất là vui. Em được giúp đỡ như thế cũng có động lực để em học tập thêm. Em thì em có ước mơ là sẽ trở thành cô giáo. Phương em cũng là một cái nơi khó khăn, cho nên em cũng muốn giúp đỡ cho địa phương của mình và xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp hơn. Xây dựng mô hình em nuôi của đoàn là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò đồng hành, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn. Với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, dựa trên thực tiễn của từng địa phương, mô hình đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời. Các cơ sở đoàn huyện Lạc Sơn đã lựa chọn, kết nối, nhận hỗ trợ 25 em nuôi bằng các hình thức về tài chính, hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo. Thời gian tới này thì đoàn xã cũng đang phối hợp với chi đoàn công an của xã là tổ chức thành lập một cũng là cái mô hình em nuôi của chi đoàn công an, thì đang dự tính là sẽ nuôi từ 3 đến 4 cháu, và cái mô hình này thì cũng được các đồng chí công an viên của các xóm phố rất là ủng hộ, và đặc biệt hơn nữa là mong cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tiếp tục vào cuộc để quan tâm và để nuôi dưỡng những ước mơ, để làm động lực cho các em học sinh nghèo có động lực trong học tập để các em tiếp tục xây dựng ước mơ của mình. Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh nào, nhưng ai cũng có thể quyết định cuộc sống của chính mình. Mọi thành công luôn có dấu chân của sự cố gắng, khát vọng để các em vượt qua mọi thử thách, vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Huyện Lương Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí đối với các xã phấn đấu lên phường. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.